Ui các bạn ơi, ở đây có ba con khủng long này. Nó đứng gần một con ô tô luôn các bạn ạ. Một chiếc ô tô. Ui, nó đang nhòm ngó cái ô tô kìa. Chắc là lần đầu tiên nhìn thấy xe ô tô các bạn ạ. Ui, nó mổ ô tô luôn các bạn ơi. What the hell? Ui các bạn ơi, ở đây có một cái máy xúc này và một con khủng long bạo chúa các bạn ạ. À con này không phải khủng long bạo chúa, không biết là khủng long gì đây. Người nó đốm đốm này, nó gầm to thật sự luôn các bạn ơi. Wow, mà cái chú này lái ở gần nó mà không nghe thấy tiếng kêu của nó à? Ui trông sợ thật các bạn ạ. Lái máy xúc ở gần khủng long mà không hề biết gì, nguy hiểm thế. Ui ở đây có tiếp một con khủng long kiểu nó cỡ nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Ui nó ở ngay chỗ cái đầu múc của máy xúc mà nó không sợ nhở. Mà nó còn to hơn cả cái máy xúc thì nó có gì phải sợ đúng không các bạn. Ui các bạn ơi, đằng sau mấy ngôi nhà chỉ có một cái con khủng long ăn cỏ, nó đã ăn cỏ rồi các bạn ơi. Ui nó ngoẳng đầu lên kìa. Ui có thêm hai con khủng long bay, ui ba con này, bốn con các bạn ạ. Ui rất là nhiều luôn. Ui, chúng nó đang rủ nhau đi đâu, chắc đang đi kiếm mồi các bạn ạ. Ui rất là to. Ui tiếp tục ở đây có một con khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Ui nó đang gầm cái máy xúc này các bạn ạ. Ui nó muốn đuổi cái máy xúc, nó cắn cái máy xúc luôn các bạn ơi. Ui mà cái máy xúc bằng sắt mà nó cắn thì không sợ gãy răng à. Ui cái máy xúc sợ quá chạy luôn rồi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây có một con khủng long bạo chúa này. Ui con này con bé thế nhỉ. Bé là cái máy xúc luôn các bạn ạ. Khủng long bạo chúa nó phải to chứ, con này chắc con nhỏ các bạn ạ. Ui các anh kia đi qua mà không sợ nhờ các bạn nhờ. Ui nữa là mình làm chạy luôn rồi đấy. Cái máy xúc này nó cào ngay hai bên cái con khủng long bạo chúa mà không hề sợ luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây có hai con khủng long nữa này. Nó đang muốn đuổi cái máy xúc này đi sao các bạn ạ. Nó cứ gầm rú trước mặt cái máy xúc này. Ui cái chú lái máy xúc này như ngồi trong đấy khi nghe cái gì sao ấy, khi nghe cái tiếng nó gầm như sao các bạn ạ. Wow, nó rất là giận dữ luôn các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây có một con khủng long bạo chúa trưởng thành này. Wow, cái hàm răng của nó rất là to luôn các bạn ạ. Ui cái đầu nó còn to bằng cả cái máy xúc luôn các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả các bạn nha, mình sẽ kết thúc video của mình tại đây thôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ ạ.